chào quý vị, mời quý vị theo dõi chuyên mục Kinh tế và Hội nhập quốc tế. Chương trình do Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp thực hiện. Chương trình sẽ bắt đầu với phần tin tức về thị trường trong nước và quốc tế. Xuất khẩu sang các nước tham gia các hiệp định thương mại tự do, gọi tắt là FTA, chiếm 65% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2023 đạt trên 86 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2% so với năm 2022. Chưa kể kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường đối tác tham gia các FTA đã xóa bỏ thuế quan về 0%. Các thị trường xuất khẩu là các nước đã ký kết FTA với Việt Nam đã phục hồi tốt trở lại. 8 tháng đầu năm 2024 ghi nhận những giá trị kim ngạch xuất khẩu sang một số thị trường như sau. Xuất khẩu vào 27 nước EU đạt 34,08 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,5%, tương ứng tăng 5,08 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu vào Trung Quốc đạt 38,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,7%, tương ứng tăng 1,7 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu sang thị trường ASEAN là 24,45 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,2%, tương ứng tăng 2,84 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc là 16,83 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,4%, tương ứng tăng 1,3 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị, đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thì các hiệp định thương mại tự do, gọi tắt là FTA, chính là việc mở rộng các cánh cửa hội nhập hoạt động thương mại quốc tế. Các FTA đã tác động mạnh mẽ đến kinh tế của nước ta, thúc đẩy và mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo ra một môi trường giao thương buôn bán năng động, cũng như thu hút đầu tư nước ngoài, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo hướng tiệm cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, các doanh nghiệp xuất khẩu cũng nỗ lực tận dụng những lợi thế của các FTA. Và bên cạnh đó, luôn có sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng để giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn và tận dụng hiệu quả hơn các lợi thế này. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế. Trong đó, nổi bật là việc đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia trên thế giới, cùng sự tích cực khi tham gia vào các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tại vì đối với thủ tục các nước là khó nhất hiện nay là Nhật Bản và thứ nhì là Úc. Thì tại vì họ muốn bảo vệ cái khu vực thực phẩm của cái khu vực đó, thành chính ra là những cái kiểm tra về dịch bệnh, kiểm soát và vấn đề là vi lượng kháng sinh rất là gắt. Và nếu thực hiện được cái recept này thì sẽ tạo điều kiện tốt cho các nước và nó đỡ bớt những phần nào về thủ tục. Tuy nhiên thì phải nói đây là cũng là một cái cơ hội nhưng mà cũng là thách thức. Nếu chúng ta thực hiện theo cái trước đây, đặc biệt thị trường Trung Quốc mà chúng ta làm rất là thuận lợi, dễ dàng, thì các cái doanh nghiệp chúng ta phải hết sức chú ý các cái thị trường, đặc biệt là thị trường Nhật Bản và Úc. Đối với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các hiệp định thương mại tự do đã giúp doanh nghiệp gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Chẳng hạn thị trường Úc, một trong các nước đã ký kết hiệp định RCEP, các doanh nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu đã tăng kim ngạch xuất khẩu đến 200% so với trước khi ký kết hiệp định. Cũng vậy, từ khi EVFTA và UKVFTA có hiệu lực, kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại thị trường châu Âu và thị trường Anh có sự gia tăng đáng kể. Thị trường xuất khẩu sang các nước châu Âu năm 2023 tăng gấp đôi năm 2021. Thị trường Anh Quốc tăng 65,7%. Đối với các thị trường khác trong mạng lưới FTA mà Việt Nam tham gia, đều có sự tăng trưởng đáng chú ý. Ví dụ, kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Ấn Độ năm 2023, Form AI tăng gần 5 lần so với năm 2021. Mặt hàng kính công nghiệp, giày dép, da thuộc. Thị trường Chile, Form VC tăng 45,4% với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là giày dép, dụng cụ thể thao. Việt Nam đã ký kết và cơ bản kết thúc đàm phán 17 hiệp định FTA với trên 60 quốc gia, vùng lãnh thổ và đang đàm phán chuẩn bị khởi động đàm phán 3 hiệp định và một khung khổ kinh tế. Để các doanh nghiệp vận dụng hiệu quả các FTA, cơ quan nhà nước trực thuộc Sở Công Thương sẽ có những hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp.
Phóng viên chuyên mục Kinh tế và Hội nhập quốc tế đã phỏng vấn bà Vũ Bích Hảo, Phó Giám đốc Sở Công Thương về vấn đề này. Kính mời quý vị khán giả theo dõi ngay sau đây. Thưa bà, cảm ơn bà đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa bà, thì xuất khẩu là một cái lĩnh vực quan trọng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì bà có thể cho biết những cái mặt hàng chính nào của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang triển khai tốt, và trong cái giai đoạn mà 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 thì sự chuyển dịch trong cái xuất khẩu nó sẽ như thế nào ạ? Hiện nay theo giá trị xuất khẩu, các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất tại Bà Rịa Vũng Tàu và trừ dầu khí sẽ bao gồm các cái mặt hàng thủy hải sản, dệt may, sắt thép các loại, hóa chất, chất dẻo. Thì trong giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu định hướng một số các cái nhóm mặt hàng xuất khẩu theo hướng chú trọng đầu tư phát triển xuất khẩu sản phẩm kinh tế xanh, thân thiện với môi trường, không khuyến khích các cái sản phẩm sản xuất xuất khẩu các mặt hàng thâm dụng tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. Vâng, thưa bà, vậy các cái mặt hàng xuất khẩu của địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện đang xuất khẩu vào các cái thị trường nào là chính, và những cái khó khăn thuận lợi của những cái thị trường này như thế nào ạ? Thị trường chính của Bà Rịa Vũng Tàu thì vẫn là châu Á, thì thường thì chiếm tỷ trọng trên 60% tổng kim ngạch xuất khẩu. Thị trường truyền thống thì có thể nói vẫn là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, cái khối Đông Bắc Á. Thị trường châu Á thì có thuận lợi vì đây là thị trường truyền thống của các doanh nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu, nên các doanh nghiệp cũng hiểu rõ nhu cầu và đối tác, hiểu cách thức làm việc của đối tác cũng như là hiểu về văn hóa của đối tác. Thế nhưng cũng có khó khăn là vì ngày nay thì hàng hóa xuất khẩu phải cạnh tranh gay gắt với hàng hóa của nhiều quốc gia và có cái cơ cấu sản phẩm tương tự như Việt Nam, thì dẫn tới các cái mức độ cạnh tranh cao. Thì đối với thị trường châu Âu thì có cái thuận lợi là Việt Nam trong số ít các cái nước ở châu Á là đã có các cái FTA với châu Âu, EU. Thì bên cạnh đó thì các sản phẩm Việt thì có chất lượng ngày càng cao và đang dần chinh phục được các cái thị trường khó tính, trong đó thì có thị trường EU. Thì nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam cũng đã đầu tư bài bản và dài hạn cho sản xuất và xuất khẩu hàng hóa tiêu chuẩn cao để xuất khẩu đi các thị trường phát triển có yêu cầu khắt khe về chất lượng và mẫu mã sản phẩm. Các doanh nghiệp Việt thì cũng đang chú trọng thu hút đầu tư công nghệ cao và các ngành có nhiều tiềm năng. Và hơn nữa thì cũng một vấn đề nữa là Bà Rịa Vũng Tàu có cái lợi thế ở cảng biển, và cái lợi thế lớn nhất là có các cái tàu trực tiếp đi châu Âu. Tôi cũng thấy đây là một cái lợi thế rất là lớn để có thể mở rộng cái tiềm năng xuất khẩu. Vâng, vậy thì những cái ảnh hưởng của những cái hiệp định thương mại tự do đối với việc xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như thế nào thưa bà? Việc ký kết và tham gia các FTA có tác động lớn đến nền kinh tế thông qua các việc mở rộng thị trường xuất khẩu, và theo đó thì kim ngạch xuất khẩu sang các cái nước đối tác cũng tăng và củng cố thị trường truyền thống và khơi thông nhiều cái thị trường tiềm năng trên cơ sở thúc đẩy các quan hệ đối tác chiến lược quan trọng. Và ngoài ra thì đặc biệt phải nói đến là kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia các cái hiệp định mới như là cái RCEP hiện chiếm khoảng 60% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, chủ yếu là thị trường Đông Bắc Á và ASEAN. Trong đó thị trường Úc thì đang có mức tăng trưởng đến 200%. Mặc dù thì quy mô xuất khẩu đến thị trường Úc chưa lớn, nhưng cũng đây cũng là một cái tín hiệu tích cực cho thấy hiệu quả của hiệp định RCEP đối với các doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và đối với các hoạt động nhập khẩu thì các quốc gia thuộc hiệp định RCEP chiếm hơn 40% tổng giá trị nhập khẩu của tỉnh, và chủ yếu là các nước Đông Bắc Á như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Vâng, để hỗ trợ các doanh nghiệp gia tăng cái kim ngạch xuất khẩu trong những cái năm tới thì từ nay đến năm 2030 tỉnh sẽ có những cái chủ trương như thế nào thưa bà? Để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu phát triển thị trường trong giai đoạn 2000 đến 2030 thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã đặt ra nhiều giải pháp. Thì trước hết là cũng sẽ thực hiện ba cái đột phá chiến lược: đào tạo nguồn nhân lực, thể chế và phát triển hạ tầng, nhất là cái hạ tầng giao thông để giảm các chi phí logistics. Thì trong đó triển khai và thực hiện có hiệu quả cái chiến lược xuất khẩu của tỉnh đến năm 2025 và kế hoạch triển khai cái chiến lược xuất khẩu của cả nước đến năm 2030. Và thứ hai là cái biện pháp thứ hai là thu hút cái đầu tư để tạo chân hàng ổn định cho xuất khẩu. Thứ ba là tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng các ưu đãi từ các FTA để thực hiện có hiệu quả các cái hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA và cái RCEP cũng như là các hiệp định thương mại tự do khác. Vâng, xin cảm ơn bà đã thông tin trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, sự có mặt của các FTA đã mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp.
Điều này được thể hiện thông qua giá trị kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang các nước ký kết FTA tăng lên trong thời gian qua. Và với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, các FTA sẽ tiếp tục giúp các doanh nghiệp hội nhập sâu rộng hơn vào thương trường quốc tế. Chương mục Kinh tế và Hội nhập quốc tế tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.